Thì kính chào anh ha. Dạ. Rồi anh gửi lời chào đến cho khán giả vài điều rồi anh em mình bắt đầu ha anh ha. Dạ. Thì trước xin chào gia đình Thành Nguyên, chào Thành Nguyên. Nhiều sức khỏe để làm tốt hơn công việc là kết nối cho mọi người được nhiều hơn nữa. Thứ hai là chào tất cả quý khán giả theo dõi kênh của Thành Nguyên được nhiều sức khỏe và ngày mới an lành hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hôm nay anh đến từ đâu? Đến từ xã An Hảo, huyện Tịnh thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ. Tại vì mới làm thị xã. À, Tịnh Biên An Giang ha. Dạ. Hồi hộp không anh? Hồi hộp hả? Thầy nói không nên lời. Dạ. Rồi hôm nay anh đến đây là lúc mấy giờ? Đi từ 4 giờ mấy, 4 giờ 20 xuống đây không biết đường, đi lòng vòng hỏi hoài vậy. Dạ. Bằng với sự nghiêm túc của mình với chặng đường khá xa, Thành Nguyên chúc cho anh thật là nhiều may mắn anh ha. Dạ, cảm ơn. Rồi anh giới thiệu về bản thân cho em nghe nào. Dạ, mình tên là Lê Tấn Dũng. Dạ. Sinh năm 1973, nhưng mà trong đó là trong giấy. Còn tuổi thật là sinh năm 1969. Làm kỹ dậu. Nãy mình quên ghi thêm cái phần đó. Vâng. Dạ, 1969 năm nay là 54. Dạ, năm 455. Dạ, 54-55 ha. Thì đã hôn nhân của anh là như nào? Dạ, thì có hôn năm 92, nhưng là do cái hai người không hợp nhau á. Đến năm 2012 thì chia tay ly hôn nhau, là mỗi người một đường. Dạ, 2012. Dạ. Đến nay là cũng được 11 năm rồi. Dạ. Dạ, khoảng thời gian đó đến nay thì anh Dũng tìm hiểu thêm ai nữa không? Cũng có nhiều người giới thiệu nữa, nhưng mà mình không thích, chứ phần mình cũng chưa có muốn tìm để làm gì á, tại vì cuộc sống cũng còn khó khăn, nó đủ nhiều chuyện quá đó. Yeah. Anh có đông con không anh? Mình thì ba đứa con, một đứa lớn là năm nay 30 rồi, nó có công ăn việc làm riêng, ở riêng luôn. Và một đứa con thứ hai là 22 tuổi. Dạ. Và nó cũng đã đi làm riêng luôn, sống riêng rồi. Còn một con nhỏ đang học, một con. Vâng. À, như vậy là bây giờ anh có sống cùng với ai không hay là ở mình? Dạ, thôi? Chỉ ở một mình thôi. Một mình thôi. Rồi không biết là anh biết đến kênh của Thành Nguyên đã lâu chưa? Cũng gần đây thôi. À, cũng gần đây thôi. Cũng gần đây khoảng tháng gì ngoài. Ôi, thôi. Vậy đó hả? Dạ, nhưng mà thấy kênh hay, ý nghĩa, cũng có nhiều cái mình cũng đồng cảm nên là mới đến. Dạ. Yeah. Vâng. Rồi thì nói chung dù biết kênh lâu hay là mới biết á, thì theo Thành Nguyên nghĩ á, mọi người cũng đã dành tình cảm cho kênh của Thành Nguyên một sự yêu mến nhất định. Nhà yeah. Và Thành Nguyên cũng trân trọng cái điều đó. Vâng. Thì cũng không biết nói sao, chúc cho các anh các chị khi mà đến với kênh của Thành Nguyên thật là nhiều may mắn thôi. Dạ, chúc vậy thôi, chứ còn Thành Nguyên thì Thành Nguyên không có quyết định được cái vấn đề đó. Bởi vì là Thành Nguyên chỉ là cái người mắc cái nhịp cầu lúc ban đầu. Còn sau này với các anh các chị mà tìm hiểu nhau đó, thì nó phải phụ thuộc vào cái cách nói chuyện của mình như nào. Rồi hai bên có hòa hợp được với nhau hay không, nó nhiều thứ lắm. Dạ, cũng biết. Dạ. Rồi khi anh Dũng đến đây thì các con cũng như người thân của anh vẫn biết và ủng hộ cho anh hết. Dạ, anh em cũng ủng hộ, với con nó cũng nói bây giờ ba chỉ ở một mình thì thôi kiếm người bầu bạn, với nhiều khi là khi mà bệnh hoạn đó, nó cũng có người nâng cơm đỡ cháo với nhau, đỡ buồn. Công việc chính của anh Dũng là anh đang làm gì? Mình thì là giáo viên tiểu học. À, hiện tại luôn hả? Dạ, đang công tác luôn. À, giáo viên tiểu học thì mình dạy tất cả các môn hay là một môn mà thôi? Nếu mà dạy thì mình phải dạy tất cả các môn, nhưng hiện giờ có giáo viên chuyên nhiều đó, cho nên là những môn chuyên thì giáo viên chuyên dạy, mình chỉ dạy những môn mà giáo viên chuyên không có để dạy, mình phải dạy Vâng. Rồi có nghĩa là hôm nay Thành Nguyên mới biết được anh Lê Tấn Dũng là giáo viên đến từ tỉnh Biên An Giang đấy ha. Thật sự ra đó, khi mà anh Dũng mới bước vào để mà Thành Nguyên phỏng vấn á, là Thành Nguyên thấy ở anh một cái tính cách gì đó rất là nhẹ nhàng,
Và khi mà anh nói anh là giáo viên thì Thành Nguyên mới nghĩ rằng là anh là người nhà giáo. Thành ra là trong những cái cử chỉ, trong những cái lời nói, trong những hành động của mình, anh rất là dè dặt và cũng... cố gắng mình sửa chữa bản thân mình mà. Dạ, ok anh. Rồi, ngày hôm nay thì anh Dũng mong muốn bày tỏ tìm cái mảnh ghép của mình như nào? Thì hôm nay mình đến chương trình để bày tỏ bản thân mình thì... trước mắt là nghề nghiệp thì là giáo viên tiểu học á. Rồi hiện nay khi mà chia tay thì tất cả nói chung là nhà cửa tài sản gì là giao cho bên kia hết. Để cho bên kia nuôi con. Rồi còn cái phần họ lại, nếu như mình làm mà lúc nào có điều kiện thì mình phải hỗ trợ để nuôi con tiếp. Đó là vậy. Còn hiện giờ thì mình chỉ sống nên chỉ bằng nghề, sống bằng đồng lương và ở nhà trọ đi làm thôi. Rồi một cái nữa là mình thì nói chung cũng có bằng B2 luôn. Thì cũng có thấy nhiều bạn là cũng muốn có nhu cầu như thế. Thì mình bây giờ nếu mà có nhu cầu như thế mình cũng sẵn sàng, ví dụ như người nào mà có điều kiện thì mình cũng sẵn sàng về bên nhà bạn ấy ở cũng được. Sắp xếp công việc mình về đó ở cũng được, có thể làm với bạn ấy luôn. Mình cũng nghề này thì làm mà vẫn được, nhưng mà áp lực rất là nhiều, cho nên mình cũng tuổi cũng đã lớn rồi thì cũng ngán ngại công việc chứ không phải mình làm không được. Cho nên là cũng muốn là nếu mà có điều kiện thì mình lui về làm vườn hay là gì đó phụ giúp bên kia, rồi sống bên nhau là cho nó vui vẻ phần cái quãng đời còn lại gì đó. Ý mình muốn là nó thế đó. Như vậy là anh vẫn mong muốn nếu như sau này kết nối được thành công với ai đó thì anh cũng muốn lui về luôn chứ không muốn đi dạy nữa. Không biết là nếu như mà anh mà theo cái nghiệp trồng người đó, đi dạy đó thì khoảng bao lâu nữa thì anh được nghỉ hưu? Lẽ ra nếu như theo tuổi của anh thì chỉ còn khoảng 7 năm thôi. Nếu mà tuổi của mình 54 thì còn 7 năm, 8 năm nữa là mình hết rồi. Nhưng mà tại tuổi trong giấy ở đó là 73, cho nên là còn hơn 10 năm, 12, 13 năm nữa mình mới đủ tuổi. Nó như thế đó. Thì ngày lớn thì rất là mệt mỏi trong đó, cho nên là cũng ngán ngại gì đó, chứ không có gì. Ok anh. Rồi ngày hôm nay thì anh Dũng mong muốn bày tỏ tìm mảnh ghép của mình như nào? Thì nói chung là một bạn nào đó mà nói chung là có đủ điều kiện thì là được. Chứ còn về cái gì đó nữa thì mình cũng không mong muốn lắm. Nhưng mà đủ điều kiện để mình có về bên người đó, ví dụ có vườn ao hay là có những công việc gì làm, mình sẵn sàng làm. Nói chung là làm để cho nó có thể dục tuổi già thôi. Chứ thật ra là bây giờ thì không còn làm gì để cho giàu cao hơn nữa được rồi. Độ tuổi các cô thì anh mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì độ tuổi thì khoảng bằng mình hoặc là từ 48, 49 bằng mình cũng được. Rồi về hình thức, về công việc, về điều kiện các cô thì anh mong muốn gì nhiều hơn không? Nói chung thì việc đó thì mình tùy duyên đi. Nếu gặp rồi thì hợp thì có thể là công việc gì cũng được. Hoặc là người đó như thế nào đó, như chỉ hợp tình là được rồi. Còn những chuyện khác mình cũng không yêu cầu, không muốn gì nhiều. Thế thì cũng dễ nha. Rồi điểm mạnh và điểm yếu của anh Dũng là như nào anh hả? Điểm mạnh thì mình cũng sống, cũng nói chung là cũng có thích, rất là thích cái từ thiện. Nếu như mình làm được công việc xã hội những gì đó, có thể nào làm được mình sẽ làm hết. Còn điểm yếu thì nói chung là mình cũng ngại tiếp xúc với mọi người. Mình cũng có những cái là mình cũng không... Nói về cái gia đình, mình cũng có những cái là nó cũng không được tốt. Rồi còn cái nữa, đối với nhiều khi phụ nữ thì nhiều khi mình chỉ nhìn qua thôi, có người ta chỉ nói mình này nọ, mình ngại là tiếp xúc với người khác, chứ không có gì. Thật sự thì khi mình lên đây, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không ai giống ai. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cái sự tình nó như nào thôi. Cái người ngoài thì giống như cá nhân Thành Nguyên nghe anh nói như vậy thì Thành Nguyên biết vậy. Chứ còn không, Thành Nguyên không có dám phán xét được bất kỳ cái điều gì. Nhiều khi mình thấy vậy mà nó không phải vậy. Cho nên thôi thì Thành Nguyên cứ biết vậy đi anh ha. Sau này mà kết nối thành công thì anh tính cái hướng tương lai cho anh chị cụ thể như nào, anh nói rõ hơn cho Thành Nguyên nghe thêm xíu nào.
À, cụ thể thì nếu như người bạn bạn ấy mà có đủ điều kiện mà có thể thí dụ như việc có những công việc gì để cho anh làm mà cho nó có thể dục kiểu như là làm cho vui là được rồi, rồi có đủ sống là được rồi, thì anh sẽ về bên người đó sống luôn, sẽ không còn ở đây nữa và cũng như mình rút khỏi nghề này tại vì nó áp lực quá, nó là như thế đó. Còn về bên anh thì cũng hơi kẹt đúng không? Dạ. Bên anh thì giờ anh chỉ ở nhà trọ đó, vậy đi làm việc thì thôi chứ đâu có nhà cửa hay đâu, cho nên là nó như thế. À, trường hợp như các cô ở những cái vùng xa xa như ở cái vùng miền ngoài chẳng hạn, hay những vùng xa hơn nữa mà muốn kết nối với anh thì anh có chịu không? Dạ, cái đó thì cho tùy duyên đi em ơi, tại vì mình cũng đâu có xác định được, mình cũng chưa biết trước, thì khi nào phù hợp thì mình thấy điều kiện mà nói chung là tính tình người đó phù hợp thì cũng có thể lên đường thôi chứ không có gì. Tùy cơ ứng biến anh ha. Rồi ok anh Dũng, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Thành Viên cũng đã ghi nhận đây. Thì sau ngày hôm nay đó thì anh Dũng xem kênh Thành Viên anh cũng biết rồi, có nhiều cô cũng khá là dễ thương. Ai đó phù hợp với mình thì anh cứ gọi cho Thành Viên rồi Thành Viên sẽ gửi số qua rồi mình tìm hiểu. Còn nếu không thì cô nào đó mà chưa lên kênh mà muốn kết nối với anh thì cứ đến gặp Thành Viên rồi Thành Viên sẽ bắt cái nhịp cầu. Cảm ơn. Không biết là có cái điều gì đó Thành Viên chưa hỏi mà anh Dũng muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, anh chia sẻ cho Thành Viên nghe thêm nè. Chắc nhiêu là được đó, có gì mình chia sẻ thao với người kia. Ok anh. Rồi cuối chương trình thì anh có vài điều nào đó nhắn gửi đến cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của anh em mình vài điều. Thì cuối chương trình thì trước hết cũng chúc sức khỏe quý vị khán giả theo dõi kênh của Thành Nguyên được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Và kế tiếp là mình cũng chúc thành gia đình Thành Nguyên được nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và làm kết nối được nhiều người hơn nữa là giống như mình như thế để là xã hội chúng ta phồn vinh hơn và hạnh phúc hơn. Thì cuối cùng cũng nói là gì, mình thì nó nói thật lòng như thế, thì mấy bạn nào có muốn kết nối thì cứ đến gặp Thành Nguyên. Rồi cuối cùng là xin chào, cảm ơn. Rồi Thành Nguyên cũng chúc anh Dũng thật là nhiều may mắn, thành công cũng như là sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Chúc anh trên đường về vạn sự bình an anh ha. Rồi.